10 năm qua, vợ chồng ông Danh Tính ở tỉnh Kiên Giang đã nhường vườn trồng hàng trăm cây dừa cho đàn chim trời trú ngụ và sinh sản. Ông Danh Tính chia sẻ năm 2014, ông bắt đầu trồng khoảng 700 cây dừa trên khu đất rộng 1 hectare. Chỉ khoảng 1 đến 2 năm sau thì đều đặn chiều mỗi ngày có vài chục cặp cò bay về vườn dừa để ngủ, sáng bay đi kiếm ăn, số cò sau đó tăng dần. Khi vườn dừa được 5 năm tuổi bắt đầu cho trái rộ, ông Tính vào vườn hái dừa thì lúc này đàn chim trời đã kéo về lên đến hàng ngàn con, chủ yếu là cò và còng cọc. Biết đàn chim trời đang cần một chốn nương thân và sinh sản, vợ chồng ông Tính đồng ý nhường vườn dừa trên cho chúng rồi mở quán cà phê ven đường để kiếm thêm thu nhập. Ông Tính không hái dừa bán vì sợ đụng đến tổ chim. Thỉnh thoảng, ông mới đi nhặt những trái dừa khô rụng để ươm cây giống. Ông Tính bảo thời gian đầu khi nhường khu vườn cho đàn chim, có người bảo ông khùng vì nhường đất cho cò ở có lợi nhuận gì đâu. Ông Tính chia sẻ khi đàn chim trời bắt đầu tụ về vườn dừa, cũng là lúc một số người bắn trộm, săn bắt chim. Thương đàn chim trời nên vợ chồng ông Tính tuyệt đối không bắt chim cò cũng như không cho ai xâm hại, săn bắt chúng. Ông Tính ước chừng số cò và còng cọc tại vườn dừa hiện khoảng 10.000 con. Từ 1 hectare đất trồng dừa ban đầu, ông Tính đã mở rộng thêm 1,5 hectare, cuốc đất và trồng thêm cây cho chim trời có thêm nơi trú ngụ.